tình buồn câu hát ly con cua, nắng mưa đời gian khó ai thấu chăng cho lòng. Bò ngang vui chén men nồng, tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông. Ơi mấy dặm hò khoan khoan em tiếng chàng sang sông, ơi mấy dặm đường tình vợ chồng mình canh cá nuôi nhau. Màng ơi, bữa nay nghe hát hay quá ta. Mấy hôm trời tôi nghe đọc tục ngữ ca dao không à, bữa nay mới biết dấu nghề ha. Có đâu, bữa nay thấy anh Đông Hùng yêu đời quá cho nên là cũng hát vài câu rất vui vậy mà. Ủa mà anh Đông Hùng bắt cua cá gì á, sớm giờ có được gì chưa? Có được con nào đâu, cua đồng giờ hiếm lắm. Mà thôi giờ không ăn cua đồng nữa đâu. Bữa nay tôi sẽ giới thiệu cho Quỳnh Như một cái loại đặc sản ở miền Bắc mà cũng cùng họ với cua luôn. Được cái nó ngon hơn nhiều. Nhưng mà điều đặc biệt là tới vụ là bà con lại kiếm tiền triệu nha. Nhưng mà trước khi đến với cái loại đặc sản mà anh Đông Hùng mới giới thiệu thì xin mời quý khán giả chúng ta cùng điểm qua nội dung chính của bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay. Ở Nông Cống có thứ đặc sản bốc mùi rất đặc biệt, bán kiếm tiền triệu mỗi ngày. Đắk Nông, loại cà chua lạ đầy lông và gai nhọn, ăn sống không cẩn thận là say. Giám đốc 8X tiếp tục cho ra đời bún khoai lang tím, cởi trói cho thị trường và nâng tầm giá trị nông sản. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều loại thủy sản gặp khó về thị trường, giá cả thì cũng giảm mạnh khiến cho nông dân vô cùng lo lắng. Nuôi mấy tháng trời mà gặp cái cảnh chi phí tăng nè, rồi dịch bệnh, giá thì lại giảm, làm cho bà con có tâm lý là neo lại để chờ tín hiệu lạc quan của thị trường. Nhưng mà cứ cái đà này thì không biết bà con sẽ cầm cự được bao lâu nữa. Theo ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang, giá các loại thủy sản giảm từ 3 đến 5.000 đồng một ký so với thời điểm cách đây một tháng. Cụ thể, cá thác lát bắt tại ao hiện chỉ ở mức 43.000 đồng một ký, cá rô 23.000 đồng một ký, cá trê vàng khoảng 40.000 đồng một ký. Với mức giá như vậy, nông dân cho biết hầu hết đều thấp hơn so với giá thành nuôi hiện nay. Điển hình như cá thác lát, nếu nuôi 8 tháng, trừ hết chi phí con giống và thức ăn ở mức 46.000 đồng một ký, thì nếu bán với mức giá hiện tại, người nuôi lỗ 3.000 đồng mỗi ký. Gần 2 năm sau những thiệt hại mà dịch tả heo châu Phi gây ra, thì thời điểm này khó khăn lắm bà con nông dân mới có thể là phục hồi lại được đàn heo. Tuy nhiên thì lại vấp phải một nỗi lo về giá thị trường. Ngoài heo hơi thì giá heo giống cũng liên tục giảm, trong khi thức ăn chăn nuôi thì liên tục tăng khiến cho bà con nông dân như ngồi trên đống lửa. Tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, heo giống loại từ 12 đến 15 kg một con được nhiều hộ chăn nuôi và chủ trại heo giống bán ra với giá từ 2 triệu đến 2 triệu 3 một con, trong khi cùng kỳ năm trước giá bán lên đến 2 triệu 800.000 đồng đến 3 triệu đồng một con, thậm chí cao hơn. Giá heo giống giảm mạnh do nguồn cung heo giống tại nhiều địa phương được tăng cường và ảnh hưởng bởi giá heo hơi giảm. Đặc biệt gần đây giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, sức mua heo giống tại nhiều địa phương đã giảm do người dân thận trọng tái đàn heo nhằm phòng tránh nguy cơ bị thua lỗ vì giá thành chăn nuôi tăng, trong khi giá heo hơi đang giảm. Hiện giá heo hơi đã giảm gần 20.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn ở mức 70.000 đến 72.000 đồng một ký. Đây cũng là mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Theo nhiều hộ chăn nuôi heo, để nuôi một con heo đạt 100 kg, người nuôi tốn chi phí tiền thức ăn từ 3 triệu 2 đến 3 triệu rưỡi, chưa kể tiền giống, thuốc, điện nước và hao hụt. Anh Hùng, hồi đó giờ anh có nghe nói đến con cấy không? Con cấy hả? Hồi nhỏ thì tôi có nghe nói một câu ca dao như thế này. Đất đồng môn dệt dải, đất cổ đạm dắt nồi, búa chính dắt bình voi, đất xuân liệu bầy tôi, ra bắt nạm cấy hôi, về đâm đâm phơi phơi. Không biết là cái câu này con cấy ở trong đây có phải là con cấy ở trong câu ca dao tôi vừa nói hay không Quỳnh Như? Đó đúng rồi đó anh Hùng. Cái con cấy này là nó hay còn gọi với cái tên là cua càng đỏ, nó thuộc họ của nhà cua và thường sống ở ven sông của miền Bắc á. Người dân chế biến các món ăn có liên quan đến cái con vật này thì là ngon hết sảy luôn. Mà nó còn mang đến nguồn thu nhập cho bà con nữa. Nhưng mà không phải ai cũng biết cách bắt cấy đâu nha. Thì ra cái con này là cái con mà từ đầu chương trình tính giới thiệu đến quý khán giả đó.
Những ngày đầu tháng 6 oi nóng, khi đồng cói bước vào thu hoạch, cấy cũng sinh sản nhiều. Các món ăn từ con vật này cũng rất lành, giàu dinh dưỡng, có tác dụng thông kinh mạch, giải độc thức ăn, tốt cho xương. Nhiều xã ở Nông Cống nằm dọc bờ sông Yên, có loại cấy sinh sôi phát triển nhiều như Trường Trung, Trường Giang, Tế Nông. Nhưng đồng cói làng Ngọc Lẫm ở xã Trường Giang là dùng có con cấy muối mắm ngon nhất. Ở vùng đất này, với môi trường độ ẩm, độ mặn thích hợp, nước tiêu thoát thường xuyên phù hợp cho con cấy sinh trưởng. Chính vụ, mắm cấy đã chế biến có giá trên dưới 100.000 đồng một lít. Nhờ vậy nông dân có thu nhập lên tới cả triệu đồng. Còn có một điều đặc biệt nữa nè anh Đông Hùng, cấy khi mà đem về là bà con không có chế biến liền đâu, mà sẽ cho vào một cái chậu rộng nè, để cho cấy chạy bộ tầm vài tiếng đồng hồ vậy đó, để cho thải phân ra hết thì mới đem mần. Mà cấy này đi làm mà mắm mà càng đủ nắng thì sẽ càng nhanh chín và càng ngon hơn nữa, mà sẽ có cái màu là đỏ au đẹp lắm. Mà đem đi làm nước chấm ăn kèm với lại là rau khoai, rau muống hoặc là thịt ba chỉ luộc thì tuyệt vời lắm luôn á. Nghe Quỳnh Như nói thì tôi thấy hấp dẫn quá chừng tơi. Nhất định là tôi sẽ thưởng thức cái món đặc sản này mới được. Mà nói đặc sản tôi mới nhớ một cái là tôi sẽ giới thiệu cho Quỳnh Như một cái loại cà chua mà trên người nó đầy lông với lại gai nhọn luôn, ở Đắk Nông á. Cà chua mà đầy gai vậy rồi sao ăn được hả anh Hùng? Ăn được hết trơn hết trội Quỳnh Như. Mà có một điều đặc biệt ha, cái loại cà này ăn mà không cẩn thận á là dễ bị say lắm đó. Xin mời Quỳnh Như cùng bà con sẽ tìm hiểu ngay sau đây. Cà bơi còn được gọi là cà trời, cà long, cây thường mọc tự nhiên, rải rác ở các bãi đất quan, vùng rừng núi ở tỉnh Đắk Nông. Cây thân thảo, cao đến 1,5 m, nhiều lông mịn và gai nhọn, lá có gai đứng màu vàng, dài khoảng 1 cm. Trái non có màu xanh, nhiều lông, khi chín đổi màu vàng, có vị chua. Tháng 4 và tháng 5 trở đi được xem là mùa cà bơi. Dù đơn giản hay phức tạp, món ăn có cà bơi mang hương vị độc đáo, có mùi thơm và vị chua đặc biệt. Loại cà này có thể ăn sống nhưng không nên ăn nhiều và phải biết cách ăn để tránh được cảm giác say. Cách chế biến cà bơi chín tươi bằng cách đem giã với muối và nhiều ớt xiêm rừng. Cà bơi giã muối ớt xiêm ăn cùng cơm nóng và cá khô nướng rất kích thích vị giác, cảm giác ngon miệng. Đối với người Mờ Nông, Mạ hay Ê Đê, những món ăn nấu từ cà bơi mang đặc trưng mùi vị quê hương. Quỳnh Như có nhớ là hồi năm rồi đó, khi mà thanh long giảm giá kỷ lục đó, thì có nhiều cái sản phẩm độc lạ ra đời như là bún thanh long nè, rồi bánh mì thanh long với lại bánh tráng thanh long ruột đỏ nữa không? Nhớ chứ, Quỳnh Như cũng có dịp thưởng thức các món mà anh Đông Hùng vừa nói á, ngon dữ lắm luôn, nhưng mà lâu lắm rồi, không biết giờ các sản phẩm đó làm sao, có còn sản xuất không nữa? Màng ơi, bây giờ nó được xuất khẩu đi nước ngoài luôn rồi, chứ không còn lẫn quẩn trong nước nữa đâu. Ngay khi sản xuất thành công, tháng 3 năm ngoái, lô 200 thùng bún dưa hấu, bánh tráng thanh long của chàng trai trẻ Lê Duy Toàn ở thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu đi Hàn Quốc, sau đó là sang Nhật Bản, Nga, Mỹ. Đến đầu tháng 7, lần đầu tiên Duy Toàn mang bún dưa hấu, bánh tráng thanh long lên bán trên sàn thương mại điện tử Amazon. Ngày đầu tiên chào sàn, những mặt hàng này bất ngờ lọt top 5 sản phẩm mới bán chạy. Sang tuần thứ 2, hai mặt hàng độc đáo này nhảy lên đứng vị trí thứ nhất sản phẩm mới bán chạy nhất trên Amazon. Đến nay, bún dưa hấu và bánh tráng thanh long đã xuất đi được hơn chục nước trên thế giới, ngay cả trong năm qua khi Covid-19 vẫn phức tạp. Các sản phẩm của ông chủ 8X này còn có bánh tráng, bún, phở, mì, miến, hủ tiếu, bánh hỏi, bánh canh, mì rau củ, ốc hút gạo, mì quảng, kết hợp với rất nhiều loại nông sản như củ dền, bí đỏ, mè đen, hoa đậu biếc, cải bó xôi, chùm ngay. Tính ra là có quá chừng nông sản được chế biến luôn á. Mà quý nhất chính là những cái nông sản được chế biến từ ra những cái món ngon như vậy á, là giúp nâng cao được giá trị, mà đầu ra thì cũng nhẹ gánh lo hơn nữa. Không có, nhưng mà không có dừng lại với nhiêu đó thôi. Sau bún dưa hấu rồi bánh tráng thanh long thì giám đốc 8X lại tiếp tục cho ra đời là bún khoai lang tím để giúp cho bà con nông dân miền Tây. Những ngày gần đây, giá khoai lang tím Vĩnh Long, Đồng Tháp xuống thấp chỉ còn vài ngàn đồng mỗi ký. Nhiều nơi kêu gọi mọi người cùng ủng hộ, hỗ trợ nông dân trồng khoai vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ý tưởng làm bún khoai lang tím tương tự lúc anh Lê Duy Toàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Duy Anh ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh làm bún dưa hấu và làm bánh tráng thanh long vào năm ngoái lại xuất hiện. Hiện anh đã thử nghiệm bún khoai lang tím, khi thấy mặt hàng nông sản này mất giá, nông dân khó tìm đầu ra. Toàn cho biết anh đã cho chạy thử mấy lần,
và bún khoai lang đang cho kết quả tốt, có màu tím đẹp mắt. Kết quả ban đầu đã đạt được và sẽ chạy thử công thức để tăng độ đậm màu tự nhiên của khoai lang tím cho bắt mắt hơn nữa. Nắm được tâm lý của khách hàng, thường xuyên cho ra đời những sản phẩm mới, đặc biệt là đưa nông sản của bà con nông dân kết hợp làm bún rồi bánh tráng. Hiện nay thì những sản phẩm của anh Toàn đã đưa đi được gần 50 nước trên toàn thế giới. Đây quả là một hướng đi mới đầy tiềm năng giúp cho nông dân có thể nâng cao được giá trị của nông sản và tăng lợi nhuận. Đến đây thì xin khép lại thời gian dành cho bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Sự hợp tác giữa hai công ty thuốc bảo vệ thực vật hàng đầu hiện nay, Syngenta và ADC. Will200SE là sự hợp tác giữa hai công ty lớn trong ngành nông nghiệp nhằm đem đến giải pháp chất lượng để bảo vệ cây lúa trong giai đoạn thực trọng. Will200SE là sản phẩm được các nhà khoa học Syngenta phát minh và sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng nghiêm ngặt của Syngenta toàn cầu. Will200SE trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển trên nền tảng giúp đem đến những vụ mùa ấm no. Will là sản phẩm mới của công ty Syngenta và ADC. Đây là một sản phẩm rất đáng tin cậy bởi vì nó giúp bảo vệ cây lúa trong giai đoạn thực trọng rất là tốt và hiệu quả, nên bà con nông dân chúng tôi rất an tâm tin dùng. Sản phẩm Will thì phòng từ được bệnh là đấm dằn và lên rất hạt, ngoài còn giúp cho hạt no chắc tới cậy. Tôi rất thích hàng Will này. Tôi phun Will trong giai đoạn là làm đồng và trước chỗ. Tôi sử dụng Will này là 1 hecta là 0,75 lít, tức chi là 1 hecta là 3 chai. Tôi tâm đắc Will này là sử dụng hiệu quả rất là cao. Will200SE là sản phẩm mới với công nghệ sản xuất và chất phụ gia đặc hiệu của Syngenta do công ty ADC phân phối. Và chúng tôi đưa sản phẩm này đến với quý bà con nông dân nhằm giúp bà con có thể kiểm soát dịch hại quan trọng lem đếp hạt, đốm phằn ở thời điểm thứ nhất là đồng 1 ly và thứ hai là lúc lúa nứt bắp, tức là chỗ lẹp xẹt khoảng 5%. Will ngoài việc kiểm soát bệnh hại còn giúp cho lúa no và vào chắc tới cày. Và bà con có thể sử dụng liều 0.75 lít cho 1 hecta. Kính chúc quý bà con nông dân vụ mùa ấm no đã có Will lo. Nay hai công ty lớn hợp tác cùng với nhau cho thuốc Will ra đời, một ý tưởng tuyệt vời giúp cây lúa mặn bông ấm lòng nhà nông. Will ra tay quét hết những nấm bệnh rủi lo, xóa tan ngay đơn dần lem lép hạt không còn, lúa nặng trĩu đầy bông. Will là bạn nhà nông. Syngenta ADC, kết thương hiệu nối niềm tin. Syngenta mang tiềm năng cho trồng vào cuộc sống.